5.000 giây tức là 5 giây. Và bộ jack của chúng ta đã thay đổi rồi. Em Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ. Ở bài trước thì chúng ta đã cài đặt phần trường và run bộ jack đầu tiên. Và bài này chúng ta sẽ thực hiện những dòng code đầu tiên. Change the application title, tức là thay đổi tiêu đề của project. Project của chúng ta mới sinh thì trông nó như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện đổi title. À, trước khi tiếp tục thì chúng ta sẽ mở project của chúng ta lên. Ở đây, đây chính là Visual Studio Code, là công cụ để có code. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn vào file Open Folder, rồi truy cập đến project của chúng ta. Project của tôi thì đang để trong ổ D project tháng 6 06 và đây là tôi ở video đây. Các bạn nhấn vào và select folder. Đấy, sẽ hỏi chúng ta có trust folder được không. Chúng ta sẽ tích vào yes. Project của chúng ta đã load thành công và trong này có rất nhiều file đã được sync sau có lệnh ng cách new cách angular tour hero. Thì có một vài file chính như sau, đấy là thư mục app này. Ở đây là app.conan.css, app.conan.html, app.conan.spec.ts và app.conan.ts. Ngoài ra thì còn có một file, đấy là file app.module.ts. File module này là để khai báo và sử dụng thư viện. Chúng ta sẽ quay lại trang chủ và copy câu lệnh này và chúng ta sẽ sử dụng trong app.conan.ts file TypeScript, ngữ chính của Angular. Chúng ta sẽ đổi title. Chúng ta sẽ truy cập vào file app.conan.html. Các bạn đã thấy ở đây cũng đã set total rồi, là đoạn viết liền không cách. Chúng ta sẽ paste câu lệnh vừa copy ở đây và xóa câu lệnh set title cũ đi. Đây là project đang build cho chúng ta, build rất nhanh, chỉ có 5 giây, 5.000 giây tức là 5 giây. Và project của chúng ta đã thay đổi rồi, title của chúng ta đã thay đổi, title của chúng ta là tour Hero, còn app e-signing là một phần khác. Ta đã gắn title vào cái đoạn ở trên này. Sau khi thay đổi title thì chúng ta sẽ vào file app.conan.html, xóa hết code cũ đi và paste code ở trên trang chủ vào đây. Chúng ta sẽ chỉ để lại mình title trong tháng 1. Các bạn có thể thấy là project của chúng ta đã thay đổi rồi, chỉ còn mình cái title thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình style sheet cho project của chúng ta. Chúng ta sẽ truy cập vào file style sheet.css ở thư mục xuống. Chúng ta sẽ copy lệnh và paste lại vào trong. Đây, ở phía dưới này các bạn ạ, style sheet.css. CSS này sẽ dành cho toàn bộ project của chúng ta. Chúng ta sẽ paste vào đây. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Các bạn có thể thấy là dòng chữ tour hero đã chuyển sang màu xanh và dòng chữ đã khác đi rồi. Vậy là chúng ta đã học xong phần đầu tiên của học Angular trên trang chủ. Tuy là bài thứ hai nhưng là ở trên trang chủ thì sẽ là bài đầu tiên. Các bạn có thể xem final code review, tức là những phần code đã thay đổi, xem các bạn đã thay đổi đúng chưa, đủ chưa. Và để tiện cho khóa học này, tôi sẽ tạo ra một phần ở trên GitHub để các bạn có thể lấy sau mỗi bài. Thì chúng ta sẽ có code và để học bài tiếp theo mà các bạn chưa hoàn thành bài trước đấy thì các bạn có thể lấy code bài trước đấy để tiếp tục học và có thể quay lại bài cũ sau đấy.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.